yêu nhau cho đớn đau hằn sâu trong thịt da. Có những vết thương còn để lại đời ta dày vò theo tháng ngày ôm ấp cuộc tình. Cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Và đoạn chất âm rất là tuyệt vời các bạn. Thế thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio. Đây clip ngày hôm nay thì em đang bên cổng loa bán 25 xong đợi người đi chẳng đi nữa đi. Cái này thì toàn bộ driver của nó đều sử dụng bass check của Ý hết các bạn nhé. Chất âm rất là hay. Anh em thích cái kiểu nhỏ gọn mà lời hay. Đây. Vừa nghe nhạc vừa hát karaoke thì chơi đôi này. Và cặp loa này thì em đang test cho các khách ở trong khu vực Thanh Hóa nhá. Cặp này thì rất là đẹp. Trước em có về và lên sóng các bác này. Tất cả đều gìn đẹp hết coi nhá. Đây. Và cái giá ngày hôm nay thì em cũng muốn thông báo lại cho toàn thể các bác với mức giá là 6,5 triệu bao ship nếu như các bác chuyển khoản đủ tiền. Đấy là 6,5 triệu là em bao ship tận nhà luôn, bê tận giường luôn. Còn nếu như các bác đặt cọc thì sẽ gọi là bớt được một chút cái tiền cước, em sẽ gọi là bớt cho các bác 50% tiền cước nếu trường hợp các bác không mua đặt cọc nhé. Còn đây bác khách này, bác ấy đặt bác ấy mua, bác ấy chuyển khoản đủ tiền 6,5 triệu thì em bao ship tận nhà luôn. Một mức giá phải nói rất là hợp lý. Cặp loa Bass 25 của Italy, trong những cái dòng loa Bass 25 trên thị trường thì khẳng định các bác không có dòng nào đủ độ chất và sử dụng bass tép của Ý với mức giá như này. Đây con này hay lắm các bạn. ID 6 7 7 7 7 1 2 3 4 5 6. Con vàng kia mức giá 1,8 triệu bao ship tặng kèm kèo dây dắt không anh? 1,8 triệu. Đấy, và số này thì hát rất là hay. Tiếng bay 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 bay. Mic này giá 2 triệu các bạn nhé. Anh em nếu chưa cả bộ, chưa cần quả súp này và đánh con này 3 kênh. Còn nếu như các bác không thích dùng súp thì có thể lựa chọn con đẩy 2 kênh. Một bộ nếu hoàn chỉnh thì nó đâu đấy nó rơi tầm cả súp, cả đẩy 3 kênh thì nó rơi tầm hơn 20 các bạn. Còn nếu như các bác sử dụng đẩy 2 kênh chỉ có vang, mic và loa thì nó chỉ rơi tầm hơn 10 triệu các bác nhé. Hơn 10 triệu chúng ta cũng có thể được một bộ karaoke ngon rồi. Rồi xin chào toàn thể các bác. Mọi thông tin chi tiết đặt hàng các bác có thể liên hệ trực tiếp với Minh Vũ qua hai số máy 0976658815 hoặc 0925886889. Em ở Sở Đỏ trên Hải Dương các bác nhé.